đổ xe dưới lòng đường, trên lề đường không đúng quy định tại khu vực xung quanh tòa án, công viên Bách Tùng Diệp. Càng về trưa 21 tháng 9 năm 2023, lượt người đổ về khu vực tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hằng và 4 đồng phạm càng đông. Lực lượng chức năng phải phát loa tuyên truyền và hướng dẫn người dân tập trung vào công viên Bách Tùng Diệp ở phía đối diện tòa án để ổn định trật tự, tránh ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Các rào chắn thép cũng được lực lượng chức năng bố trí để ngăn không cho người dân tràn xuống vỉa hè, lòng đường. Dù thời tiết thành phố Hồ Chí Minh khá oi bức, nhưng nhiều người vẫn nán lại để theo dõi tình hình phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hằng. Thậm chí, một số người còn leo lên cây như thế này. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lưu ý người dân. Trước đây, bị cáo vai trò là một bị cáo. Trước khi thành bị cáo cũng là bị hại. Bị cáo bị tấn công. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vào sáng 21 tháng 9 năm 2023. Khi được chủ tọa gọi lên thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại tỉnh Bình Dương cho rằng cáo trạng thiếu mấu chốt từ đâu bị cáo trở thành người vi phạm pháp luật. Bị cáo có một ý kiến là trong cái cáo trạng cũng như trong cái lịch sử không thể hiện rõ là câu chuyện nó xuất phát từ đâu. Câu chuyện nó xuất phát từ vấn đề từ thiện. Mà hôm nay bị cáo đứng trước đây, bị cáo vai trò là một bị cáo. Thì trước khi thành bị cáo cũng là bị hại, rồi bị bắt, bị can. Và hôm nay bị cáo đã trở thành bị cáo. Trước tòa án hôm nay bị cáo cảm thấy rằng là nó còn thiếu một cái khoảng là cái câu chuyện mấu chốt từ đâu để cho bị cáo trở thành một con người đã vi phạm pháp luật. Thì bản thân bị cáo chưa bao giờ vi phạm pháp luật. Bị cáo thấy cái chỗ đó là chưa có nội dung gì để xảy ra câu chuyện ngày hôm nay hả? Khi chủ tọa hỏi trong 57 buổi livestream ai là người cùng thực hiện với bị cáo Nguyễn Phương Hằng trả lời gồm 3 bị cáo đồng phạm là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân. Riêng về bị cáo Đặng Anh Quân là tiến sĩ, nguyên là giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Nguyễn Phương Hằng trình bày lý do mời Đặng Anh Quân tham gia các buổi livestream. Đặng Anh Quân tham gia như thế nào? Dạ, sau một thời gian rất là lâu rồi thì Đặng Anh Quân vô tình quen biết bị cáo và cũng có một cái mối mít lòng với Hàng Ni cho nên cũng muốn lên chia sẻ về câu chuyện đó cho nên là bị cáo mời Đặng Anh Quân đến để nói về luật. Ông Huỳnh Duy Dũng thì chồng của bị cáo thì có biết việc bị cáo làm không? Dạ thưa, biết bị cáo làm nhưng mà lúc đó thì giữa bị cáo với lại anh Dũng thì không có sống chung nhà. Có can gián của việc bị cáo làm không? Có can gián nhưng mà bị cáo cũng không nghe vì bị cáo nghĩ là bị cáo không làm gì sai hết. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng trình bày, thời gian đầu, bị cáo không biết hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật và có phần chủ quan. Bị cáo cho rằng bản thân cũng bị nhiều người tấn công và chịu nhiều tổn thương. Thực sự ra thì mới đầu bị cáo không biết là bị cáo vi phạm. Khi mà bị cáo PC01 và bị cáo đi làm việc cũng không có nói cho bị cáo biết là luật an ninh mạng. Bị cáo vẫn thấy mọi người mắng giết cho trên mạng và thậm chí rằng là bị cáo đã nói một thời gian rất là dài cũng không ai nói gì. Cho nên bị cáo cũng chủ quan rồi. Đến giờ này thì bị cáo nhận thức như thế nào về hành vi của mình? Bị cáo thấy rằng là bị cáo kiềm chế không có được những cái cảm xúc bởi vì bản thân của bị cáo cũng bị tổn thương rất là nhiều. Cho nên bị cáo không kiềm chế được, bị cáo bị kích động. Một mình bị cáo mà mấy chục người, mấy trăm người tấn công một mình bị cáo cho nên bị cáo không kiềm chế được nên bị cáo đã phản ứng theo kiểu tiêu cực như vậy. Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị cáo Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hằng Ni, tức nhà báo luật sư Hằng Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là ông Lê Công Vinh. Ông Nguyễn Đức Hiển là phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu và bà Trương Việt Hà. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn với 10 cá nhân vừa nêu, tuy nhiên do là nhân viên và hưởng lương của bị cáo Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo Hằng.
Bên cạnh đó, bị cáo Hằng mời bị cáo Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, nguyên giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào một số buổi livestream của mình. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Đặng Anh Quân đã góp phần cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 9 năm 2023. Không thấy oan sai nhưng chưa nói rõ vì sao phạm tội. Bị cáo xác định bị tòa cáo trạng đưa bị cáo và xét xử với tội danh cáo trạng như vậy thì bị cáo thấy có gì oan sai không? Bị cáo không thấy oan sai nhưng mà bị cáo chỉ thấy buồn là chưa nói rõ vì sao. Nghĩa là theo những động cơ đúng không? Dạ. Động cơ thì bị cáo làm này. Dạ, đúng rồi. Bị cáo thì bị cáo cay. Dạ. Bị cáo cũng mang cái tâm hồn rất là tích cực đến với nhân dân cho nên bị cáo nghĩ chuyện live stream cũng rất là bình thường ạ. Còn nhân viên thì làm cho bị cáo cũng là bình thường thôi, bị cáo nghĩ đơn giản như thôi ạ. Bị cáo chuẩn bị cái gì? Bị cáo phân công như thế nào? Bị cáo chẳng chuẩn bị phân công gì, bị cáo chỉ sử dụng những cái gì hàng ngày thì bị cáo vẫn sử dụng như thế thôi. Cụ thể là cái gì? iPhone, điện thoại của bị cáo và cái TV màn hình để bị cáo live stream. Động cơ mục đích lý do bị cáo nhận lời mời tham gia live stream với chị Hằng là để phản biện xã hội, phản biện những cái hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Vừa rồi là lời khai của bị cáo Đặng Anh Quân về lý do tham gia các buổi live stream cùng với bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Đối với bị cáo, việc nhận lời mời tham dự 11 buổi live stream với chị Hằng là để bị cáo nói lên cái quan điểm pháp lý của mình, phân tích quy định pháp luật. Bị cáo không tư vấn cho bị cáo Hằng, bị cáo chỉ phân tích quy định pháp luật về những câu chuyện xảy ra liên quan đến câu chuyện của chị Hằng nêu hoặc những vấn đề liên tiếp xảy ra sau đó trên phương tiện truyền thông. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cũng đã khai rằng khi livestream một thời gian, bị cáo Hằng biết bị cáo Đặng Anh Quân và bị can Đặng Thị Hàn Ni mâu thuẫn nên mời bị cáo Quân tham gia tương tác trong livestream cùng. Tuy nhiên, khi được chủ tọa phiên tòa hỏi về hành vi phạm tội của mình có đúng như cáo trạng mô tả hay không, bị cáo Đặng Anh Quân cho rằng cáo trạng chỉ dựa vào hành vi của bị cáo Hằng để quy kết hành vi của bị cáo Quân. Bị cáo không đồng ý với cáo trạng ở khía cạnh là cáo trạng đã làm sai đi xuyên tạc cái do mục đích live stream của bị cáo và cũng như là cái nội dung bị cáo phát ngôn cũng không được làm rõ. Cáo trạng chỉ đánh giá những cái hành vi của bị cáo khi live stream thôi mà không đề cập đến cái nội dung phát ngôn của bị cáo khi live stream và chỉ vì đánh giá hành vi và do đó là khi thấy chị Hằng có phát ngôn xúc phạm thì cũng quy kết bị cáo giúp sức phát ngôn xúc phạm là chưa phù hợp. Tố cáo có những người đồng phạm khác của bà Hằng nữa nhưng không được đưa vào trong liên tục nêu quan điểm trước tòa trong phần xét hỏi, bà Đặng Thị Hàn Ni nhiều lần khiến cả phiên tòa, trong đó có bị cáo Nguyễn Phương Hằng phải bật cười. Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Đặng Thị Hàn Ni, 45 tuổi, là một trong 10 người được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập đến phiên xét xử với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Bà Hàn Ni cho rằng cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa ra không hoàn thiện, trong đó bà Hàn Ni nhiều lần đề cập đến vai trò của ông Huỳnh Uy Dũng, tức ông Dũng Lò Vôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam tại Bình Dương, chồng của bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Không đầy đủ hơn thứ nhất là tôi tố cáo có những người đồng phạm khác của bà Hằng nữa, nhưng không được đưa vào trong cái cáo trạng này. Cụ thể là ví dụ ông Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đại Nam, một công ty văn hóa, nhưng ông live stream. Trước đó thì ông biết rõ tên của từng người chúng tôi, ông kêu tên từng người ra ông chửi. Và từ chỗ này trong nội dung cáo trạng đã đề cập đến vấn đề về tòa án đã điều tra bổ sung rồi, làm rõ vai trò
Chiều 21 tháng 9, trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng mình đã làm nhiều việc thiện, giúp ích cho người nghèo và làm việc thiện là mục đích sống của mình, nhưng vì bị xúc phạm nên đã có những hành vi sai lầm. Bà Hằng cũng liên tục khóc và nói mình rất ân hận, mong được tòa cho một bản án nhẹ để sớm được trở về và tiếp tục làm việc thiện, đóng góp cho xã hội. Thì cả nhà ơi, thôi cái video này Kim cũng xin khép lại tại đây nha cả nhà. Kim xin chúc cho cả nhà một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Bây giờ cái vụ án nó cũng đã kết thúc, thì coi thử coi còn một cái phiên tòa nữa là phiên tòa phúc thẩm thì như thế nào. Còn bây giờ là vụ án là đã định như thế đó rồi thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa, đúng không các bạn? Đó, trong cái vụ việc như thế này mà bà Hằng lãnh 3 năm tù, lãnh án 3 năm. Đặng Minh Quân, Đặng Anh Quân là 2 năm 6 tháng. Còn những cái vụ án mà thí dụ như là bây giờ án treo hay là án thụ án để mà ở tù thì cái chuyện đó chúng ta sẽ chờ cái phiên tòa sau nha các bạn nha. Kim xin chào tạm biệt, bye bye các bạn yêu.